Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn búp bê. À, hôm nay tôi có một người bạn, nhưng mà đợi đến người bạn già đã để vậy thì tôi sẽ giới thiệu bạn người bạn đấy. Mời bạn nào. Hello, xin chào các bạn. Tôi xin chào các bạn. Tôi là bạn của bạn Phương Lê này. Nên hôm nay chúng tôi sẽ quay một video clip. Đó là búp bê đi tắm biển. Do là thiếu rất là nhiều đồ nên chúng tôi chỉ quay tạm mấy thứ đó thôi. Các bạn thông cảm cho bọn tôi nhé. Bắt đầu nè. Các bạn biết đây là gì không? Đây là cái túi sách đó. Trong này đựng rất là nhiều thứ. Đây là cái gối nè. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cất đi tí nữa tôi sẽ. Bây giờ chúng tôi sẽ cất đi và tí nữa chưa tiếp ha. Các bạn đây biết là gì không? Đây là trong này là cát đó, cái động lực bọn tôi tự làm đó. Bây giờ bọn tôi chả biết làm gì nên hôm nay rảnh quá bọn tôi sẽ quay video clip này ha. Bây giờ thì bọn tôi sẽ lấy nước thì giả lời làm biển ha. Các bạn đợi tôi một chút. Rồi, tôi giới thiệu với các bạn hai con búp bê tôi đã làm áo tắm cho bọn nó, làm rất là khó nhá. Giờ tôi sẽ cho bọn nó chơi. Các bạn ơi, chúng tôi sợ rất lâu lâu, các bạn đợi chúng tôi một chút, mấy phút thôi nhá. Rồi, bắt đầu vào video nhé các bạn. Các bạn đều biết là hộp này rất là to. Đây là cái bể nước. Bây giờ mình sẽ cho chúng tôi sẽ cho các bạn xem ha. Đây các bạn ơi. Đây bể nước ở dưới đây. Các bạn thấy chưa nào? Hơi rất là mờ đúng không ạ? Rất là mờ đúng không các bạn ơi? Các bạn bây giờ tôi sẽ cho bạn xem. Đây là con búp bê. Đây là con búp bê. Các bạn ơi các bạn, bây giờ